anh nên nhớ là tất cả thổ thần, thổ địa và những cái vị vua của mỗi quốc gia mới là làm chủ một cái mảnh đất. Cũng giống như bây giờ anh đi vô mua căn nhà, ông thổ địa mới là chủ nhà chứ không phải anh là chủ nhà. Thì những cái người con ở trên trời, những người mà có lực cao, người ta chỉ cần nói ok thế hệ sau chia 5 xe 7 của Trung Cộng là sẽ trả Quảng Châu, Quảng Tây từ sông Dương Tử xuống lại cho 100 bộ lạc nước Việt. Nếu mà tôi đi họ, tôi đi đòi lại đất kiểu đó, anh nghĩ mấy ông thần trả không? Tôi xin cha, tôi xin thượng đế, xin Phật, mấy vị trên mà đồng ý cái là tự động mấy nhóc ở dưới này nó trả liền à. Đó là cái xác phàm thôi, anh mua anh lập trình thế nào chạy như thế đó thôi. Nhưng mà hôm nay Việt Nam lập đạo thiên tâm, tôi đầu thai làm người Việt Nam, sư phụ là đức thầy là làm người Việt Nam, và anh không có nắm hết cái Ngô Tuấn Kiệt hôm nay xuất hiện là cho mọi người chân thiện mỹ và biết về tâm linh. Trên đầu mình 3 tấc là có các chi vị có rất là hiện hữu, thì sẽ lấy lại hết bất chiến tự nhiên thành. Nếu không chẳng trình ổng đi nó lát mình chi, mình học thuộc lòng có 500 năm rồi, không lẽ đức thầy là Phật ngài đi làm 6 quyển sấm cơ ngài gạt mình làm gì? Cơ vận đi hàng nghìn năm chứ không có thể nói là đi là 100 năm được. Cả kiệt đứng đây ngày hôm nay, cơ vận là trong bao nhiêu kinh của Mỹ nó cũng có nói là đã hàng ngàn năm rồi, làm sao thay đổi được? Chỉ có thay đổi được là những giây những phút giờ chót trước khi mọi chuyện mà xảy ra đến tánh mạng của mình á, hồn lìa khỏi xác á, trước COVID-19 quá trời náo nhiệt đông đảo, hôm nay đâu còn nhiều người nữa. Mà nếu mà họ chịu tin kiệt thời đó đó, có phải những người đó được cứu không? Hôm nay thì quý vị đứng ở đây ngồi ở đây nghe kiệt nói, và khắp năm châu ở nơi nước Việt cũng vậy, có nhiều người người ta bắt đầu người ta hiểu thì là được cứu. Chỉ là tin trước thì mình giữ cái mạng, tin sau mình giữ cái hồn xác của mình thành khúc củi rồi. Dục trời nó chất như đấm vậy đó, cộng thêm mấy 400.000 cái que đó, không bệnh nó cũng cho mà vô cái đám bệnh nữa. Cả ngày hôm nay mình không có đeo mặt nạ đó là anh biết cũng nhờ ai không? Tôi cũng khám chạy ở đầu gói á, là hết COVID là thiệt rồi đó, là tôi nói gì là có cái đó mà. Cả 40 cây số mà xe tăng của Nga mà nó đánh, nó chiếm không nổi Kiev những trong vòng mấy ngày đầu á, cũng là tôi khấn á, tôi mới kể công. Nhưng mà đó là sự thật, tại tôi nói để cho mọi người phải hiểu. Tôi xin nhiều chuyện động trời lắm. Cả ông Trump và Đảng Cộng Hòa hôm nay thắng nè, là cũng là ai? 10 năm tuổi thọ của tôi á, đi Đức cho ông Trump, ổng làm một chuyện sai với bề trên á, mà tôi xin cho ổng. Kỳ đó, ổng làm sai một chuyện mình không có dám nói ở đây. Tại ổng nhảy dù xuống cùng đồng đội với mình, nhưng mà ổng xuống đây ổng giàu á, một thằng thì tỷ phú, một thằng này đi bỏ báo. 10 năm tuổi thọ cho ông Trump quay lại hôm nay thấy làm sao? Xua. Ổng quay lại. Không, mình nói là cái đảng không quay lại, còn ổng mà quay lại 100% hay không á là theo cái góc cạnh bề trên không có nói chính xác, nhưng mà là góc độ của mình nha. Tại cái đám thổ tả này nó tính thì dấu ngã với hỏi nó chửi mình dữ lắm. Tới ngày hôm nay mình sống được 3 năm mà không có bị thổ tả nó chửi nhiều á là quý bác phải hiểu. Con cũng mặt dày lắm mà con cũng nói trúng không á, chứ nó tầm bậy làm sao sống nổi tụi nó. Ông quay lại á. Dạ thưa chú Kiệt, con làm như thế nào để mà xin cái tuổi thọ lại cho chú? Bởi vì chú là một người rất là tốt, rất là có hào quang và sẽ giúp đỡ được tất cả cộng đồng. Thì cái thời gian mà chú sống càng nhiều ở thế gian này thì mọi người lại càng có nhiều cái cơ hội để mà quay trở về trời. Thì con không biết con làm như thế nào để mà
xin lại cho chú. Năm năm nữa con làm cảm ơn con để mà con xin lại cho chú. Bây giờ xin năm tô phở được rồi. Sách sữa xin phở, xin năm tô phở trước. Còn á, lúc mà lúc mà Việt sinh chồng Trump á, thì ở trên mạng á, trong nước Việt người ta thương Việt nhiều lắm, là mỗi người á, bây giờ dư lời luôn. Bây giờ nếu mà muốn sống á, mà sống mà tới 300 tuổi á, thật sự nó chán lắm. Thiệt á, tại vì mình đi không được, ăn vô gì phải ngó rồi nó có lên đường lên máu không nữa. Sống không phải là chuyện tốt. Nhiều lúc kia không còn cái sát phàm á, kia còn đi độ mấy vị còn dễ hơn á. Cũng giống giờ sáng thì thức dậy, nhưng mà tối thì ngủ thì chết hơn rất là nhiều người, thì cũng là một dạng đó. Còn cái tuổi thọ mà sinh á, thì thật sự lúc đó chấn động cả các tầng trời. Thì cha mẹ đó mới nói á, là con có cái tâm như vậy, cha mẹ chứng. Cho nên ông Trump hôm nào quay lại á, chứ ổng làm một chuyện cũng có sai lớn á. Và đồng thời ngược lại, mỗi một cá nhân của mỗi người thương Kiệt, có đứa thì cho 1 năm 2 năm, bây giờ cộng lại mà trên mạng kiểu có số điện thoại á, cộng lại quá trời luôn, like ơi, đầu tư quá trời lời luôn rồi. Cho nên về 5 tô phở đủ rồi. Cảm ơn nhiều. Các từ đây đến cuối năm là có thể đóng góp được không chú Kiệt? Giờ chị nghĩ hôm nay em xuất hiện đây là gì, là mục đích gì vậy? Từ Bắc vô Nam nói liền cánh tay phải không? Xuống đây để an ủi tất cả các bác lớn tuổi, nhất là mấy bác mà nhân chứng như lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa trước 75, để mà giữ gìn sức khỏe, để sau này là mấy bác là chỉ có tư đủ tư cách để đại diện cho 6 triệu khối người Việt hải ngoại đi về Việt Nam để mà lập lại một cái đời mới, một cái xã hội mới tươi đẹp cho những đứa con lưu lạc khắp năm châu. Đó là quan trọng. Còn ngoài ra những bác đó trong mắt kia không ai đủ tư cách hết, thì mấy bác HO lớn tuổi giữ gìn sức khỏe đi. Thật sự mình đọc kinh á, là mình để cho mình có một cái khuôn khổ, giống như mỗi ngày mình chở con mình vô trường học, hay là hồi nhỏ mình đi vô trường học, thì nó tới lớp nào, lớp văn, lớp toán, lớp science này đó, lịch sử, thì nó là công thức, là cái tâm. Chứ cuốn kinh nó không có đưa mình Phật. Mình phải thay đổi mình mới thành Phật. Mình thay đổi từ ở trong. Có những Phật tử hồi nay đọc kinh muốn lột cái lưỡi luôn á, thuộc lào lào kinh pháp quá, nhưng mà vẫn dần sân si như thường nghe. Cho nên cuốn kinh chỉ là một cái phương tiện thôi. Có nhiều người đã đọc kinh, hồi xưa Lục Tổ là người Việt Nam, quý vị có biết không? Lục Tổ có đọc được cuốn kinh nào đâu, mà tại sao Ngũ Tổ lại truyền thừa cho Lục Tổ mà không truyền cho ông nào ta, Thần Tú hả? Thời đó Lục Tổ không có đọc cuốn kinh, Lục Tổ là dốt, không có biết chữ á. Tại vì cái học vấn của thế gian này học hoài quá không hết, muôn trùng học bao la. Mình đã từng học quá trời nhiều rồi, học hàng trăm kiếp, tái sanh đi tái sanh lại, ra lại giờ thức á, nó ghi nhiều lắm. Nhưng mà mình học cái tốt hay mình học cái xấu? Có những người học cái xấu và những người học cái tốt. Nhưng mà đời này hôm nay mình biết yên tâm, thì những cái phương thức mấy vị đã cho mình á, là tự đốt đuốc đi, tự phải ngồi thiền, chỉ có ngồi thiền mới thành Phật, chứ không có thể là A Di Đà Phật thì giảng sanh mấy thầy dụ á. Bữa nào những đệ tử yên tâm mà ngồi thiền á, rủ mấy ông thầy chùa ngồi thiền, mấy ông ngồi đâu được. Ông ngồi mấy ông nhớ, sáng nay từ sáng giờ 12 giờ không ai gọi tôi, không ai chết để tôi đi đọc đám kinh đám ma ta. Đúng không? Ổng có nghĩ gì không? Bác không ạ, chùa nào quá vậy? Thì cái khởi tâm của mình là thành Phật hay không từ đó. Một ngày mà cả một tuần mà không ai gọi tôi để mà đi đọc đám tang ta. Cái là mong giờ là chết. Nãy nhìn thấy đã bị
nhận đệ tử, đệ tử cũng sắp đi á. Đâu rồi, về hả? Đệ tử mới nhận đó, mấy con lấy điện thoại gì để phụ về dạy nó. Rồi, ừ. Con về giữ gìn sức khỏe đi, con đang mệt á. Con cho số điện thoại, Trinh lấy số điện thoại. Có gì phụ sẽ dạy để từ đây tới ngày đó. Còn cái thân nghiệp á, thưa phụ không có giải được. Có ba thứ phụ là không được, là lãnh giải dùm cái nghiệp. Và đồng thời những người không có đủ duyên á, phụ nói chuyện không có hiểu được. Và bao là lời Phật thì mấy cái thân nghiệp mình đã tiền kiếp mình bị nghiệp thì hôm nay mình trả nó đi. Cái quan trọng là mình tính kế tiếp. Hôm nay cho phụ nhận con làm tử để mà dạy con, khi mà rồi bỏ cái xác phàm này á, mình có một cái thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng mà con cũng còn lâu mà, đừng lo. Mỗi ngày mình cứ kiên trì, mình khấn, con sẽ cho phụ chỉ cách cho con để kéo dài. Con cứ về nghỉ đi, con đứng đó nắng là mệt á, con cứ đi về đi. Không sao. Hả? Ờ thì đó, sư phụ nhìn thấy biết mà, cái hào quang con yếu lắm. Con về nghỉ đi. Ừ. Ở đây sư phụ nói tới 2-3 tiếng lần. Ừ. Tất cả chúng ta đều là con ông trời hết á nha. Mình đừng có hạ thấp mình xuống. Kiệt cũng như quý vị thôi. Nhưng mà Kiệt biết nhiều chuyện thì người nào biết trước nhiều thì người đó chỉ đường cho người kia thôi. Chứ về trời á, nhiều khi quý vị thành Phật trước Kiệt không chừng nữa. Thì muốn bỏ bản ngã là chỉ có ngồi thiền. Ngồi thiền và đi có tiền làm từ thiện là hai cái căn bản mình cứ thế mà làm. Quỷ nó phải sợ trà đâu, à tu la là trên trời nó quýnh lộn với mấy tướng thiên đình quá trời luôn á. Chúng ta sống song song với nó chảnh. Bây giờ mình giải thích về mafia của Mỹ, Ý ở đây luôn nè. Mafia ngầm với cảnh sát, giờ lúc cảnh sát bị mấy mafia quýnh hoài á, thì cái những cái thế lực mà giữ á, là nó cũng y vậy á, cũng so với mình thế gian vậy đó. Còn phần những người đó sau này cũng thành Phật nha, nhưng mà họ sẽ bị đọa. Mỗi một lần họ làm lỗi gì, họ bán hay là buôn súng gì, họ mới ở tù. Chứ còn bình thường họ có mặc đồ vest, họ còn thông thái hơn người bình thường chúng ta nữa. Thì ở cõi trời cũng vậy, ma quỷ thiên ma đó, nó cũng như là mafia dưới này vậy đó. Cho nên mình có tu đạo á, hồi xưa sư phụ Kiệt là hòa thượng Tuyên Hóa, ngài nói đó, các con tu đừng bao giờ thử thách với quỷ. Cả ngày cũng bị quỷ nó bập á. Kiệt có một lần năm 2015 đang nằm trên giường nửa đêm, nguyên một cái bàn tay sắt khổng lồ bóp cổ, cái xác văng xuống đất nó bụp chết queo. Lúc đó Phật Mẫu à, Phật Bạn Âm với Phật mấy vị trên, rồi ngày qua đà nữa, xuống như mấy trên trời mới xuống, nhét cái hồn vô lại mới đứng đây được á. Kiệt bị hoài á. Ở Bắc Cali á, có một ngày bữa đó luôn, nguyên bầu trời đen kịt. Nó đâu có sợ ai đâu, bởi vì mỗi lần Kiệt đến đây á, người phàm mình thì nhờ mấy anh này, còn ở trên trời đó thì ông là ông đang trên đầu nè. Lúc nào mỗi trong cái dây khác trong cái trái đất này, quả địa cầu này đều có ma quỷ đi song song với chúng ta. Bên cạnh chị hiện giờ á, nhiều lúc cũng có không chừng nữa. Của em á, về nhà mình nhiều lúc gặp em hung dữ nó cũng là ma quỷ rồi đó. Nó có nữa. Thì những cái đó mình phải đọc kinh lăng nghiêm, lập bàn thờ thờ, rồi từ từ cái họ cảm thấy họ bị xấu hổ thì mình biết tu, họ không biết tu thì khi con ma mà phá đó nó xấu hổ bỏ đi, chỉ có vậy thôi. Cứ còn lấy nhang mà quất mà đuổi nó hả, trời ơi nhiều lúc nó còn quậy dữ nữa. Thì những cái mộng mà về tâm linh á, đa số con nói chung quy, con trả lời con hiểu ý bác, không phải con cắt lời, con xin lỗi, là tất cả các cử quyền của mình hay mấy vị thần thánh muốn cho mình biết là có các vị xung quanh để mình tu thôi, mục đích có nhiêu đó thôi. Mà gán tu đây là tự nhiên gì cũng hết. Người tu đổi được số mệnh nữa đó.
đang yêu rầm rầm mới bỏ đi tu là hết yêu liền. Đó là thiệt, không tin làm thử đi. Như ví dụ như mình đang bình thường xưa giờ quý vị không có pháp danh, không phải Diệu, cũng không phải Tịnh, cũng không phải theo thầy Nguyên Thanh hay thầy gì với Nam Cali hết. Tự nhiên hôm nay quý vị đổi thành Thiên Thiên gì đó, Thiên Diệu Hiền gì đi, đúng không? Thì về nhà bảo đảm ông chồng ông cự liền. Đa số đó là cái thử thách đầu tiên của mình, có vượt qua hay không. Rồi cái thử thách thứ nhì, má mình hay là em mình chửi mình: mày điên hả, thằng Kiện nó điên đủ rồi, tao chịu nó không nổi, mày điên nữa. À, là thử thách thứ hai. À, nhưng chúng ta là con của ông trời, hôm nay không có cái mới, không có cái lạ, không có những gì việc nói, thì chẳng lẽ thế gian này nó đi vào cái ngõ hẹp. Nhân tánh con người bây giờ quý vị nhìn thấy là 100 năm thời xưa đó, ai cũng có nhân lợi nghĩa chí tính. Hôm nay cái nước Việt á, trời ơi, quýnh cha quýnh mẹ quýnh thầy quýnh cô, cô thì yêu học trò, trò thì yêu ông thầy, đủ chuyện xảy ra, không còn biết công ty trật tự nữa. Thì cho nên đạo Thiên Tâm ra đời, nó có lạ thì nó mới đi tiêu diệt cái cũ. Nhưng những cái hạt giống đầu tiên của Thượng Đế đặt xuống cái quả địa cầu này, chúng ta là hạt giống đầu tiên nha. Tại vì lúc kia còn đang ngồi nói chuyện được là đầu tiên. Khi xuống lòng đất, rễ nó phải bấm sâu 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 xuống đất như bông sen vậy đó. Nó càng sâu thì cây cổ thụ, cây này cũng chưa đã nữa, cây bươn nữa. Có nghĩa là khi càng sâu thì chúng ta chịu nhiều cái áp lực. Khi cái mỏng nó lên khỏi mặt đất thì biết bao nhiêu người chà đạp cái họ Thiên. Khi mà gió thổi xiên tạc là gió, mình phải giữ vững. Rồi khi mà ra một cái cây rồi thì từ cái cây nó nở hoa, nở bông, là lúc đó là mình ok, mình vững rồi, đó là mình độ được. Khi cái hoa nó có gì mùi thơm là mình đi nói chuyện với những người xung quanh. Đó là chúng ta là những hạt giống đầu tiên của Thượng Đế đặt ra đó, thì gán. Nhưng mà bây giờ mình mà là hạt giống mà lên tới thành cây dưới đất á, mình có sống nổi hay không á? 100 cây, 100 hạt, 1000 á, không biết còn lại mấy hạt á, thì đó là do mình. Những cái công thức thì mình phải chịu, mình phải nhẫn nại. Và mình tạo ra cái hội Thiên phải có một cái bản lĩnh kiên cường. Mình là người vợ, lâu nay mình thấy mặt chồng mình là cũng chán rồi, nhưng mà vì con cái mình gán ở, phải không? Hôm nay theo họ Thiên hiểu được cái lý lẽ sống ở đời. Họ Thiên có nghĩa là đời, đời đạo, đạo đời là không ai kia thường mình. Đạo là mình tu thật sự, tu từ dây từ khác, tu dùm cho ông chồng mình luôn, để mình kéo ông chồng mình tu theo. Có nghĩa là mình phải làm đúng bổn phận người vợ. Khi làm chuyện vợ chồng mình phải siêu hơn mấy cô ở trong động á. Đâu, mình đâu có phạm giới đâu. Còn khi mình vô nhà bếp nấu ăn, mình phải nấu ăn ngon hơn là ở đây nhà hàng nào ngon nhất. Mình thấy như vậy, nhưng mình tập bớt nói. Nhưng mà khi mình nói á, là ông phải ngồi nghe à nghe, thì mình mới giữ nổi cái hội Thiên. Nếu không á, là khó lắm. Tại vì cái lối thường tình của nhân loại á, cái gì họ quen rồi cũng giống như chúng ta thôi. Mình cứ quen thôi, mình không đi đâu, ví dụ ở vùng này hoài. Không có thích đi đây, đi đó, cũng không thích thay đổi. À, bác này thích mặc cái áo màu này, thì cứ mặc vậy. Thử bữa nào mình đổi màu đi, mình thấy vui liền á. Thí dụ, tôi biết chỗ đó rồi, tôi không cần đi. Nhưng mà khi mình đi á, mình mới nhìn thấy được, à bữa nay mình thấy cái shopping nó có mớ đồ lạ lạ, cũng vui vui, đúng không? Còn trước khi mình đi á, trước khi mình khởi tâm mà làm biến gọi là giải đãi á, là mình lúc nào á mình cũng muốn ở nhà, hay là mình cũng muốn giữ được những cái đường xưa lối cũ, đổi mới, Thiên Tâm là mới. Ở trên tầng trời đâu xuất Thiên là Phật Di Lạc. Thật sự cái này cũng là một cái bốn con bài úp mà Kiệt chưa có lật được, để khi Đức Thầy ngày sắp sửa ngày sẽ giải thích. Kiệt chỉ làm theo lĩnh bề trên á, là cha mẹ kêu bây giờ con cho mọi người, mấy chị vị trên cho mọi người đâu phải ra đó. Tại vì trong chúng ta đang mang hội Thiên, cũng có Thiên giả nữa trà trộn lẫn vô.
cũng có ma quỷ, và đồng thời mình cũng trong số chúng ta đứng đây nha, mày kia nó phải là chùa quá, nhiều lúc tuần sau kia xuống cũng sẽ có một vài người ra đi nữa đó, đúng không? Ở luật ở trên trời cũng như thế gian mình thôi, giấy tờ đàng hoàng không thể nói bằng miệng được, cũng giống như trong chùa nhà thờ là đều có cái certified đàng hoàng, thì cái thiên tâm cũng vậy. Làm cái đó và cái chữ mà giáo chủ đời thứ hai Kiệt là người truyền tin, thì cái đạo thiên tâm đầu tiên ra xuất hiện ở thế gian này là mấy vị cho Kiệt là người có cái ân phước đó, cha, nhất là cha bài kính thiên số 2 đó. Không biết có ai biết bài kính thiên số 2 không? Đó thì bài kính thiên số 2 đó là cha nói rõ trên đó. Bài kính thiên số 1, bài kính thiên số 2 đó là những lời của Phật. Còn số 1 là ai? Thì để chờ một chút xíu, tôi cũng đang hiếu kỳ. Và tôi chỉ bây giờ là kêu làm cái mộc đóng vậy thì mình cứ làm vậy. Nhưng mà lâu lâu á mình thăm dò, đúng không? Cũng như coi thăm dò lòng người á. Trong bộ chính trị của Việt Nam á, đa số mấy ổng là theo họ Thiên hết rồi đó. Còn nhiều lắm á. Thấy như vậy á, mấy ổng tin lắm. Qua đây cũng thăm hỏi mình nữa. Rồi ở trong nước Việt á, hồi xưa nó chỉ phát xuất từ ở Thiên Long Sơn, là từ từ lan rộng. Rồi bây giờ xuống miền Nam, khắp tất cả các miền Nam, tất cả những đệ tử của Hòa Hảo, Vũ Sơn, Dược Hương bắt đầu họ cũng hiểu. Rồi qua tới Cao Đài, kinh Cao Đài cũng có nói về Kiệt, Hòa Hảo cũng có nói. Rồi bây giờ lưu truyền ra tới những cái bài sấm cơ của bà chị Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là chị kia, thì cũng có nói. Thì tất cả những kinh sấm và những cái kinh thơ mà Kiệt đọc trên mạng là đều lời của Phật, của Thánh không, là họ nói về Kiệt rất là nhiều. Người mà khóc xin cha cho đừng có vũ sổ trái đất này, hôm nay Kiệt nói thật nha, là mình. Cho nên hôm nay phải đi xuống đây để mà từ từ mình xin, thì mình phải ra tay để mà mình làm sao để mà gọi là thanh lọc. Kiệt cho em hỏi thể nói cái số phận ngày sau của ông là chết vì bệnh đau, là chết vì cancer, hay là vì dân chúng ta đề xuống, anh có thể tiên đoán cái đó được không? Hiện giờ đã chết rồi, cái hồn ổng là không còn cái gì mà sức sống nữa. Một người già nhất thế giới quyền hành nhất, mà bây giờ cả những dân tộc mình cũng coi thường, thế giới bạn bè năm châu, những nhà lãnh đạo coi thường, thì sống làm gì nữa? Thì giống cũng vui chứ. Nó đúng là như vậy, đúng không? Giống như Tập Trung Bình hôm nay còn quay phong 9 tháng nhiệm kỳ 3, nhưng mà chưa thắng là thua. Chứ chẳng lẽ bị đưa người khác lên cái chiến tranh thứ 3 thì sẽ không có bùng nổ, xuống nó làm quà lại. Một bên thì đang lên, Biden thì đang xuống, Trump thì đang lên, thì nó hai bên á là kỳ phùng địch thủ. Câu hỏi thứ hai của em là sức khỏe của Biden thì cũng đang xuống, như anh mới nói vậy, thì Putin với lại Biden cùng đi cùng lửa không anh? Mà Biden là vì sức khỏe mà đi xuống, hay là cũng là bị thêm ma ám cho ly luôn? Cách đây 3-4 năm trên mạng, từ clip số 1 đến ngày hôm nay, thì thường nói những cái ác liên lượng, tức là màn kịch của bề trên vẽ ra kỳ này nó đi liên lượng, chứ nó không có hàng trước làm sao. Và đồng thời vụ Biden này là lúc mà ông gian đó phiếu ông Trump phải chịu lép dế bị hành tội, chứ cũng chưa thấy tổng thống nào mà te tưa như thế kiện gì không, bị hiếp quá trời luôn, bầm dập, đúng không? Thì có nói những clip cũ hay nhắc lại, sẽ có hai người đàn bà bị hạ nổi, thì mình đó bây giờ là ai vậy đó?
Nhưng mà những tai nạn của ông Trump vậy có qua được không? Qua hả? Mấy người cứ mệnh trời đâu phải dễ hại đâu. Cái mình muốn nói chỗ này á, là khi mà thời xưa mà Kiệt đã nói mấy năm trước, Kiệt nói là hai người phụ nữ bị hành tội thì có nghĩa là gì? Nó phải dễ mà hạnh mấy bà này, có phải là ông Trump trả lời mà nản ông bà thắng thế không? Mà thời xưa có cái đài tin tức nào mà phân tích nhưng mà giảm nói kiểu vậy không? Đúng không quý vị? Thì khi mình nói ra một cái ý gì á, làm ơn coi lại nó có những ý khác. Thế giờ Kiệt nói là trước khi xăng dầu lên 7 đồng, trước khi kinh tế hiện giờ khủng hoảng, Kiệt cũng có nói trước rồi đó. Đừng có chơi stop, đừng có thủ, đừng có bung tiền làm này làm kia. Riêng Kiệt có nói hết, nước Mỹ này Kiệt cũng có nói mà. Kiệt cũng có nói bên Việt Nam á, tiền thành tiền giấy, giờ nó thua giấy nữa. Bữa hôm qua coi cái video của SCB đó, SCB nhà băng gì đó, bà con người ta mất hết tiền cả đời để dành, người ta tức quá người ta điên luôn á, la hét quá trời luôn á. Quý vị coi cái video thiệt là tội. Thế có cái bác kia đó, tức là tự nhiên mở trong nhà băng một tờ giấy cũng không có nữa, tờ giấy nợ cũng không có, tiền thua giấy nữa. Tự nhiên mình đang mở trong băng mình mẻ cả nhà băng, tự nhiên mấy nhà băng nó biết mất nghĩ sao. Thì nạn này nạn chung ở trong chính quyền Mỹ, tuy là nước nửa thành tự do nhưng mà nó cũng có tà lẫn lộn trong đó. Quốc gia nào cũng có chánh có tà hết, tức là ma quỷ nó đủ thành phần. Trong gia đình mình cũng có, trong chùa cũng có, ngoài đời cũng có, cũng có người tốt người xấu. Cái thời đại này á, là tất cả những cái gì ngoài cái ý nghĩ của con người không tưởng tượng nổi mà đều xảy ra. Những cái con người mình không nghĩ ra lại xảy ra. Từ xưa tới nay tất cả các chứng bệnh trên thế gian này, có chứng bệnh nào là đứng gần mà bị lây không? Nhìn người thân chết mà không dám tới gần không? Khủng khiếp không? Mà mình đã biết có chứng bệnh này từ năm 2017. Thời đó cũng nói mà cái khẩu trang này nè là quan trọng, kêu thằng khỉ kia về mở nhà máy làm khẩu trang, nó không nghe lời thằng kia, có nói cho mẹ. Những cặp mắt của con người của mình có thể thấy từ đây tới đây hoặc từ đây tới cây là dữ. Cặp mắt của chư Phật chư thần nó thấy hàng nghìn năm xa hơn mình. Thì mấy vị nói gì nghe kỳ chứ là người nói lại, mà nói theo cái ý rõ hơn á, thì cũng không biết sao nói. Giống như câu gì hỏi Putin chết kiểu nào thì chỉ biết là ổng sẽ bị dân lôi đầu xuống, chết hay không chết nó không có ý nghĩa. Cũng giống như có một lần kiện, cũng giống như mọi người như quý vị nói sao kiện than với bề trên, nói sao các chị vậy, không cho tập trung mình chết cái một đi. Thì mới cười, mới gì mới nói thế gian này là cái nghiệp của thế gian. Mấy người đó cũng là một người, thế bây giờ cái hàng đó nó xuống, hàng khác lên cũng vậy thôi. Nó nguyên một cái hệ thống, cũng giống như cái giếng nước mà nó bị độc rồi á. Bây giờ mình có hết nước này nước khác lên cũng vậy, cái mạch nước nó bị hư, phải thay đổi hết.